Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay nhé. Mùa hè được coi là đại hội đổi màu tóc bởi từ netizen cho đến các idol hạng A đều chuyển sang tóc tẩy sáng màu. Một trong những màu tóc được họ ưa chuộng nhất ắt hẳn chính là vàng bạch kim. Tuy cấp độ màu có thể khác nhau đôi chút nhưng quả thực, màu tóc này khiến các thần tượng xứ Kim Chi như tỏa sáng lấp lánh dù là dưới nắng hè hay trên sân khấu. Và ngay sau đây hãy cùng điểm lại những mỹ nhân K-pop sinh ra là để nhuộm vàng bạch kim nhé. Thứ nhất, Rosé của Blackpink. Không cần phải nói nhiều, mái tóc vàng bạch kim của Rosé hẳn đã đi vào huyền thoại. Dù đã thử qua quá nhiều màu tóc như là đen, đỏ, nâu, tím, hồng, nhưng đây mới là màu khiến nhan sắc cô nàng thăng hạng hẳn lên. Chẳng thế mà các fan vẫn gọi Rosé bằng biệt danh cô gái 3 năm không đổi màu tóc cũng bởi cô hợp với màu này quá. Thứ hai, Lisa của Blackpink. Nổi bật không kém Rosé khi để chung một màu tóc, ấy chính là Lisa. Để tóc tẩy vàng sáng, từng đường nét khuôn mặt của cô hiện lên lung linh như búp bê, vừa xinh đẹp vừa cuốn hút. Vẻ thời thượng sang chảnh từ trong trứng của búp bê Thái Lan cứ thế mà toát lên rực rỡ. Thứ ba, Somi. Thành viên mới nhất gia nhập hội tóc vàng chính là Somi. Bông hồng lai vốn sở hữu khuôn mặt lai tây chanh xả, nay nhuộm thêm màu vàng bạch kim, làm các đường nét trở nên hút hồn hơn hẳn. Cộng thêm lối make up tông nu thời thượng. Visual trở lại lần này của Somi được dân tình khen ngợi không ngớt. Thứ tư, Hoyeon của SNSD. Chọn màu tóc vàng cho lần comeback này thì ngoài Somi còn có Hoyeon. Mỹ nhân SNSD được khen tới tấp, nhan sắc cứ thế mà tăng lên vùn vụt với màu nhuộm sang chảnh bắt mắt này. Đây cũng là màu tóc gắn liền với hình ảnh của cô suốt nhiều năm trời và là chìa khóa giúp Hoyeon lột xác. Thứ năm, Taeyeon của SNSD. Nào có kém chị kém em, Taeyeon tuy tuổi nghề đã cao nhưng khoản bắt chen thì cũng rất ra gì. Cô nàng nhuộm tóc vàng từ hồi năm 2015, màu tóc tẩy giúp cô nàng vốn trẻ này lại càng trẻ thêm, lại còn hút mắt lôi cuốn hơn thấy rõ, vì quá hợp với tóc vàng bạch kim mà nhiều người còn tưởng đây là màu tóc nguyên bản của cô. Thứ 6, Mina của Twice. Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, các đường nét hài hòa, Mina bên mái tóc vàng xinh đẹp xuất thần đến nỗi được ví như tiên giáng trần. Nếu như tóc đen khiến Mina trầm tĩnh bí ẩn, thì khi đổi sang màu vàng bạch kim, cô nàng tỏa sáng rực rỡ, nhan sắc lúc này đúng là đỉnh cao khó chê nổi. Thứ 7, Sana của Twice. Đỉnh cao nhan sắc của Sana không lúc nào khác ngoài khoảng thời gian để tóc vàng. Với màu tóc này thì làn da của nàng idol được tôn lên sáng bất tông, gương mặt nhìn mềm mại và thần thái hơn hẳn. Thứ 8, Dawin của Twice. Bên cạnh Sana và Mina thì Twice còn có một thành viên nữa tiên tử không kém khi để tóc vàng, đó chính là Dawin. Nổi tiếng với làn da trắng như phát sáng, visual của cô nàng khi nhuộm màu vàng bạch kim càng nổi bật hơn, khiến các fan ngày nhớ đêm thương. Thứ 9, Wendy của Red Velvet. Rất hiếm khi để tóc sáng màu nhưng để lần nào là chết con dân lần ấy, Wendy tóc vàng đỉnh quá đi thôi. Vẫn là kiểu bob layer đặc trưng nhưng từ tóc đen sang tóc tẩy thì vẻ ngoài của Wendy đúng thật là nâng lên một tầm cao mới. Thứ 10, Seungri của Red Velvet. Thành viên cá tính nhất của Red Velvet Seungri từng để tóc vàng 2 lần, lần nào thì cô nàng cũng đều để lại ấn tượng cực mạnh, kết hợp với màu tóc tẩy, khuôn mặt sắc sảo của Seungri nổi bật hơn hẳn lên, khiến khán giả đổ gục vì quá xuất sắc. Chúng mình là Tốt Sao Hàn và bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.